xuất sắc. Xưa mình chị với anh Long đợt chơi lần hai, chị với anh Long chơi thắng Khánh. Anh Long là chị Kim Tử Long. À ừ, anh Long cũng lên, anh Long cũng lên đó, anh Long hay lắm. Anh Long có lớn thiệt không ta, anh còn nhỏ thôi. Anh lớn rồi. Cười chơi hay nghe. Tại sao em có chuyện tiếng về? Có phòng mà xích lên nghe. Nãy giờ phải căng thẳng quá trời. Bạch đặt một điều. Tại có một điều của chị. Âm nhạc giải tỏa căng thẳng. Đúng vậy. Chưa biết Thành đã lớn lên ra rapper. Wow. Mới rap nên là Thành. Dạ thì hồi nãy câu hỏi chúng ta liên quan đến một cái địa điểm ở thành phố, thì em sẽ rap một cái bài cũng liên quan đến thành phố. Cái dạ. Bài này em cũng cai trên mạng rồi. Rồi. Không lâu một anh xin giới thiệu đất đen nằm ở sinh năm 95. Nhà anh thì ở quận Tư Ninh, không gian hồ, ở 100. Trong quanh sống có được tông cảng đồ ăn hàng ngày, các em cũng biết chỉ trung tâm ăn với em, và Tiếng Anh là thường xuyên. Như đó rồi đó hả? Dạ. Hết chưa? Dạ rồi, hết rồi. Còn nữa. Tâm các việc tính lại việc bé ngoan nhất cuộc tình dục công thức thiệt hiền lành chất phát tính tình bao dung có tình cảm người yêu tinh thần tinh quang dung nếu không sẽ anh nghèo thì nó sẽ anh đèo bao khu anh xấu thật ra rap nhớ lắm em phải cầm điện thoại thêm thôi chỉ đó là được rồi em sẽ chơi tiếp. Rồi, giao 6, tỷ lệ là 50-50. Câu hỏi như sau. Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Socrates không có câu thoại nào trong loạt phim Kỷ Băng Hà Ice Age. Đúng hay sai? Thời gian 5 giây bắt đầu. Đúng. Quốc Khánh với lựa chọn là đúng ở câu hỏi cuối cùng của bậc 6 đã mang về cho bạn một kết quả. Tuyệt vời. Chúc mừng Quốc Khánh, chính xác. Em biết em không phải là một người giỏi. Lúc mà đi học em cũng học không có giỏi. Lúc mà em làm việc thì em cũng không phải là một người quá tài năng. Nhưng mà thật sự là em rất là cảm ơn cái người lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ em, như cô Ngọc. Ngày xưa em đi học trường sân khấu cũng rất là nhiều. Thầy Vũ Minh cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Ngày xưa thầy cho em còn cho em cơ hội đi làm, cũng tối nào cũng coi anh Đại Nghĩa diễn, tại em hay sắp vé sân khấu đi cá. Và thưa quý vị, chúng tôi mong là tất cả các người chơi đến đây cũng sẽ trải qua được cái cảm giác này của Quốc Khánh. Rồi, nào mình ra, mình chào áo đi hỉ. Chưa, lắc xu. Lắc xu là nó có tiền đâu mà chị. Không, vẫn phải lắc xu, tại vì á Khánh sẽ tràn còn tập này và tràn qua cái tập của Lê Trang nên ngày mai mọi người không cần phải đem đồ nữa. Thời lượng đủ dựng tràn. Okay. Tại sao buồn? Không, chị không có buồn không. Đưa điện thoại lên. Chị rất là hồn nhiên. Đưa điện thoại lên. Đưa điện thoại lên, cắt máy cái đi. Còn thêm tiền nữa Khánh ơi.
thêm tiền nha. Thêm tiền nha. Mấy triệu. Cái này lắc điệu đà nhẹ nhàng được rồi, nó nhiều tiền quá rồi, không phải cố nữa. Rồi, chơi đi chị ơi, chuẩn bị cho này cơ bạc. Rồi, chuẩn bị. Và bây giờ sẽ là một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Quốc Khánh sẽ được chiêm ngưỡng một vũ điệu. Đó chính là trò chơi nhỏ cùng với lại ba tư vấn, đó chính là Đắc Xu vui vẻ. Xin mời ba tư vấn ạ. Lại là chúng ta. Dạ. Có coi trên TV rồi, nhưng mà lại thấy tội nghiệp anh chị quá. Và thưa quý vị, luật chơi trong vòng 30 giây thì ban tổ sẽ lắp thiết bị. Và với một nhịp lắp thành công sẽ tương ứng giá trị là 1.000 đồng. Tất cả tiền thưởng này sẽ dành cho Quốc Thành. Dạ. Rồi, bây giờ em quay trọng rất là quan trọng. La hét, uống hét và cổ động thành công trong 30 giây. Dạ. Nhiều tiền rồi. Rồi, lắp được kệ đẹp thôi. Và bây giờ, thời gian đến được. Quý vị hãy nhớ lắp được thôi nhé. Thời gian được, xin mời. 5, 4, 3, 2, 1, lên. Ú dạ. Trời ơi, có đẹp quá. Có đẹp quá nè. Anh là bị có một cái dây cuốc anh bị bấm nhầm nút tắt nguồn. Bấm nhầm nút tắt nguồn. Quá. Tại vì cái tay mình không có kiểm soát được luôn, nó mỏi quá đó. Cho nên là bữa nay là anh hơi thấp, có 200 thôi. Anh nhận tay nghĩ là 200, chị Khải Như là 262, Sư Phạm là 267. Và tổng tiền thưởng dành cho Quốc Khánh sẽ quy đổi hiện ngay bây giờ là 729.000 đồng. Quá tiền quá. Tim đập mạnh lắm á mọi người. Thật sự là lúc mà ngồi coi ở ngoài á, trước khi mà Khánh lên chơi, Khánh nhìn rất là nhiều người chơi, rất là nhiều anh chị chơi trước thì Khánh thấy khó quá. Khánh nghĩ cái việc mà 100 triệu nó rất là phi logic đó, nó kiểu giống như rất là phi logic đó, mọi người thấy không? Nó rất là khó. Câu trả lời này, câu trả lời kia, nhưng mà thật sự là rất là may mắn. Tại vì những cái câu trả lời mình có xem trước chương trình ở nhà, cho nên là Khánh cũng có nghiên cứu tất cả những cái bộ câu hỏi. Ví dụ như mà nếu dụ mà không phải là kiến thức là mình cũng biết, nhưng mà mình nghiên cứu chút xíu thì mình kiếm ra được cái khớp của chương trình. Thường thường sẽ dụ người chơi ở những cái móc nào thì Khánh coi đó, Khánh rút kinh nghiệm. Cho nên là cộng một phần hôm nay là tất cả những anh chị rất là chơi, rất là hỗ trợ Khánh luôn, cực kỳ hỗ trợ. Nhất là chị Như, chắc là chị giúp đỡ Khánh rất nhiều trong cái câu hỏi này luôn á. Tại vì lúc nào chị cũng đưa ra những cái kiến thức làm cho Khánh rất là tin tưởng, cho nên là may mắn mọi thứ. Câu hỏi cuối nữa, không có coi phim, thề luôn không có coi phim, nghe người ta nói Kỷ Băng Hà này nọ nhiều lắm mà không có coi. Mà mình ngồi mình cũng không biết đáp án luôn, mình ngồi mình nghĩ hoài nghĩ không biết là như thế nào mà mình chọn đúng. Tại vì mình thấy là thường thường đó, giống như Khánh nói, Khánh có nghiên cứu là cái chị biên tập chị ghê lắm, chị thường thường chỉ dụ người ta là phải chỉ dụ, chỉ kiếm những cái đơn giản chỉ dụ, rồi những cái mà khó chị ít khi nào dụ lắm. Chỉ thường sẽ những cái mà khó mà chi tiết vô á thì thường thường là phải là chi tiết đúng. Nhưng mà Khánh nói như vậy thôi, thực ra nó cũng hên xui, nó cũng may mắn. Khánh gửi một lời cảm ơn rất là chân thành, rất là sâu sắc đến ban cố vấn. Bởi vì Khánh coi những cái tập trước á, ban cố vấn tung quả mù quá trời luôn. Nhưng mà đợt này là có vẻ như là ban cố vấn ngoài tung quả mù ra cũng hỗ trợ rất là nhiều. Và Khánh cũng cảm thấy là vui đến giờ hồi không nghĩ tại vì nãy là tim đập mạnh lắm luôn á, không ngờ là như vậy. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn nhiều. Bye bye, sao bye bye mọi người.